Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Nhiều sai phạm quản lý nhà, đất công sản tại Đà Nẵng. Hải Phòng yêu cầu dừng tuyển lao động chưa tiêm đủ liều vaccine. Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị công nhận thủ tục hoàn thành cách ly thay giấy nghỉ ốm. Và sau đây là một số thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, nhiều sai phạm quản lý nhà đất công sản tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đà Nẵng bị phát hiện giao đất công sản không qua đấu giá, nghi có dấu hiệu tội phạm. Ngày 10 tháng 12, Thanh tra thành phố Đà Nẵng công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng đất trước và sau cổ phần hóa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, công ty thành lập năm 1992, có quyết định cổ phần hóa năm 2007 và hoàn thất cổ phần vào tháng 3 năm 2010. Thanh tra phát hiện 7 dự án nhà, đất có nhiều sai phạm, hạn chế cụ thể. Đà Nẵng giao dịch đất tại 3 dự án khu dân cư Bắc Phan Bá Phiến, quận Sơn Trà, diện tích 124.152,3 m², khu dân cư Hòa Phát 3, mở rộng quận Cẩm Lệ, diện tích 109.272,0 m² và chung cư 38 Nguyễn Trí Thanh, quận Hải Triều, diện tích 811,4 m² cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Đà Nẵng không qua đấu giá. Vi phạm quy định tại Điều 58 Luật Đất đai, việc xác định giá quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa tại 2 trong 3 dự án này, vi phạm quy định của pháp luật đất đai, pháp luật về cổ phần doanh nghiệp nhà nước có dấu hiệu gây thất thoát vốn của nhà nước. Chung cư 38 Nguyễn Trí Thanh chưa xác định được nghĩa vụ tài chính bổ sung do thay đổi mật độ xây dựng dân cư. Chung cư tại thửa đất 59 Lê Duẩn, quận Hải Châu, diện tích 752,5 m², thanh tra thành phố xác định việc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng mà không thẩm định có nhu cầu sử dụng đất mà chưa đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định. Thêm vào đó, hội đồng thẩm định giá đất thành phố đề xuất thành phố giảm 30% đơn giá hội đồng để thu tiền sử dụng đất và ước tính mật độ xây dựng 70% khi xác định giá đất là thiếu cơ sở. Việc giảm 10% tiền chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Đà Nẵng là vi phạm quy định thành phố cấp sổ đỏ mục đích đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài về các dự án cũng xảy ra quy định. Với nhà đất, đất hiện tại 31 Núi Thành, quận Hải Châu, diện tích 620 m², thanh tra kết luận việc cổ phần hóa xí nghiệp Công ty Giao thông và Xây dựng trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Đà Nẵng năm 2007 là vi phạm các quy định của pháp luật, có dấu hiệu gây thất thoát vốn nhà nước, tài sản của nhà nước. Dự án chung cư cao tầng gồm 06 Nguyễn Du, quận Hải Châu, diện tích 3.269 m², việc tổ chức đấu thầu hạn chế với 3 nhà thầu là không đúng quy định. Phê duyệt dự án được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng đất và phê duyệt được Công ty Cổ phần trúng thầu thực hiện dự án với phần nộp ngân sách thành phố một lần 2,9 tỷ đồng. Để được sử dụng lâu dài khu đất này và không đúng đối tượng, có dấu hiệu gây thất thoát tài sản ngân sách nhà nước. Việc không đưa 30% phần được chia khối trung tâm thương mại và tầng hầm và xác định giá trị khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là vi phạm khoản 2 điều 30 Nghị định 109 năm 2007 của Chính phủ sau khi cổ phần hóa Công ty Cổ phần đã chuyển nhượng để lợi hưởng lợi thế. Còn với các dự án Bắc, nút giao thông Hòa Cẩm, quận Cẩm Lệ, diện tích 107.441 m², Ủy ban nhân dân Đà Nẵng giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Đà Nẵng khi chưa thu hồi đất đã giao cho Sở Xây dựng trước đó giao đất không ngừng thông qua đấu giá. Đấu thầu dự án có sử dụng đất, hội đồng thẩm định đất giá thành phố sử dụng phương pháp thặng dư để xác định giá đất trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt không đúng với quy định, dẫn đến việc ước tính doanh thu tăng giảm chi phí đầu tư dự án làm giảm thu số tiền sử dụng đất, có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách của nhà nước. Cơ quan thanh tra nhận định hai lô đất công sản có nhiều dấu hiệu tội phạm là nhà đất 186 Trần Phú và dự án khu dân cư văn hóa thể thao An Trung 2. Có văn bản nêu cơ quan điều tra Công an Đà Nẵng điều tra xử lý theo quy định, đa số các dự án nhà đất nêu trên nằm ở vị trí đắc địa trung tâm thành phố, nhiều nơi xây dựng khách sạn, ngân hàng, chung cư. Từ những sai phạm trên, thanh tra Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo Công an thành phố điều tra, xử lý các dấu hiệu tội phạm với các vụ việc do thanh tra thành phố chuyển sang tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm và các tổ chức cá nhân có liên quan, các cơ quan có thẩm quyền cần xác định lại giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất theo đúng quy định của pháp luật, thu hồi nộp ngân sách nhà nước với số tiền chênh lệch thất thu. Chánh thanh tra Phan Thanh Long cũng kiến nghị Công an thành phố Đà Nẵng điều tra các dấu hiệu tội phạm trong việc tranh chấp hành chính pháp luật về quản lý sử dụng đất trước và sau khi cổ phần hóa của hai công ty tại các thửa đất và dự án gồm dự án Bắc Phan Bá Phiến, dự án Hòa Phát 3 mở rộng, nhà đất 31 Núi Thành, dự án chung cư cao tầng 06 Nguyễn Du, dự án Bắc nút giao thông Hòa Cầm. Trước đó chiều ngày 7 tháng 12, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố tạm giam ông Nguyễn Quang Trung, 61 tuổi, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí liên quan đến nhiều nhà đất công sản.
Hải Phòng yêu cầu dừng tuyển lao động chưa tiêm đủ liều vaccine. Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang diễn biến rất phức tạp, thành phố Hải Phòng yêu cầu tạm dừng tuyển dụng lao động chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Yêu cầu trên được Ủy ban nhân dân thành phố đưa ra với Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, Sở Công Thương ngày 10 tháng 12. Các đơn vị này khẩn trương rà soát, lập danh sách công nhân, người lao động tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine gửi về Sở Y tế. Các quận huyện cũng được giao nhiệm vụ trên, đồng thời tăng cường thông tin về lợi ích của việc tiêm vaccine, vận động phụ nữ có thai, người cao tuổi, người có bệnh nền, trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng đến các cơ sở y tế đã được điểm tiêm chủng an toàn. Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang diễn biến rất phức tạp. Tỷ lệ ca mắc mới ở nhóm chưa tiêm vaccine tại khu công nghiệp này tăng khá cao, từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Ngày 10 tháng 12, thành phố ghi nhận 109 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ tư ngày 27 tháng 4 đến ngày 10 tháng 12 lên 2.041 ca. Ngành y tế đang lấy mẫu xét nghiệm đơn với 464 lao động trong khu công nghiệp Tràng Duệ sau khi 19 mẫu xét nghiệm gồm của nhóm lao động này có kết quả dương tính. Ngoài ra, giới chức cũng đang ghi nhận 108 ca nhiễm trong cộng đồng tại một doanh nghiệp FDI lớn nhất trên địa bàn. Tổng số mũi tiêm vaccine ở Hải Phòng đến nay là hơn 2,7 triệu liều, trong đó mũi 1 trên 1,5 triệu liều và mũi 2 trên 1,2 triệu liều. Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị công nhận thủ tục hoàn thành cách ly thay giấy nghỉ ốm, kiến nghị Bộ Y tế công nhận giấy hoàn thành cách ly thay giấy cho nghỉ ốm F0 điều trị tại nhà khi thanh toán bảo hiểm, tránh quá tải gây cho y tế cơ sở. Trưa ngày 10 tháng 12, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Dũng cho biết, đề xuất được Ủy ban nhân dân thành phố gửi Bộ Y tế sau khi kiến nghị Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh việc công nhận sẽ áp dụng cho những giấy hoàn thành cách ly cấp trước ngày 1 tháng 12. Từ thời điểm này trở về, giấy nghỉ ốm được cấp theo thông tư 56 của Bộ Y tế. Trước đó, COVID-19 bùng phát, các F0 điều trị tại nhà chỉ được địa phương cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly để đảm bảo quyền lợi người lao động. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ thông tin trên giấy này và xác nhận là nơi họ làm việc để giải quyết chế độ nghỉ ốm. Đến nay hơn 10.000 người nhận được tiền. Tuy nhiên, từ ngày 19 tháng 11, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế yêu cầu F0 cách ly tại nhà phải có giấy nghỉ ốm mới được giải quyết. Do đó, toàn bộ hồ sơ mới tiếp nhận phải trả về cho người lao động. Việc chi trả chế độ bảo hiểm cho người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà tạm dừng. Các trường hợp đã chi trả cần bổ sung giấy nghỉ ốm cho đúng quy định thông tư 56. Phía cơ quan bảo hiểm cho rằng việc này sẽ gây quá tải cho ngành y tế, ảnh hưởng sản xuất của doanh nghiệp. Bởi nhà máy có thời điểm, thành phố ghi nhận gần 84.000 F0 đang điều trị, cách ly tại nhà trên thực tế. Sau khi Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu, nhiều người từng là F0 nhiều lần tới trạm y tế nhưng không xin được giấy nghỉ ốm. Một số trạm y tế từ chối cấp vì chưa được hướng dẫn. Theo báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội do Ủy ban xã hội Quốc hội đưa ra hồi cuối tháng 10, hết năm 2020, tổng số dư kết dư của Quỹ Bảo hiểm xã hội và Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp gần 953.000 tỷ đồng. Nhiều chuyên gia đề xuất cần sử dụng số tiền kết dư để đóng bảo hiểm, hỗ trợ cho người lao động thời gian họ phải nghỉ việc, mất thu nhập do COVID-19.